bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Thao Gà đây. Sau lưng của mình là Chào. Thì là hôm nay rất là sớm luôn, bây giờ là mới có 4 giờ mấy à. Hai đứa mình đang đi biển ở gì không hai đứa mình dự định đi biển ở Bình Định vào sáng sớm, có nghĩa là bây giờ mình về quê để làm clip á, thì mưa dữ quá anh em ơi. Chỉ mới làm được clip ở tiệm bánh mì tiếng Black thôi, thì sáng hôm nay hai đứa mình quyết định lội trời mưa, trời sương, trời nắng, trời gió thôi, trời sương thôi đấy, để làm clip này. Thì hai mình sẽ xuống dưới biển để coi thử biển sáng sớm ở Bình Định ra sao, sẵn dắt cho đi chơi luôn. Nói chung đi chơi buổi ban ngày á đẹp, không thích thích đi ban đêm lâu lâu, thích đi buổi tối tối vậy nè. Nói chung là đỡ ngắm bình minh hay hoàng hôn ta. Bình minh rồi, ok rồi, xuống biển ngắm bình minh buổi sáng nha. Giờ là đang đi được 1/10 đoạn đường rồi, nói chung mới ra khỏi nhà tôi ăn xíu thôi. Từ tôi xuống dưới biển cũng hơi xe nha, chắc cỡ đâu đó 10 mấy cây đấy. Nói chung bây giờ đường còn tối thui luôn, xe cộ qua tôi rất là ít luôn. Giờ này thì hầu như là không ai ra đường hết, chỉ có những người đi làm sáng sớm thôi mới đi ra đường thôi. Điển hình như ba mẹ tôi đi làm giờ luôn rồi. Bây giờ là đã đi được nửa đường rồi anh em ơi. Thì cái đường xuống biển thì nó rất là ngoằn ngoèo, đi trong cái đường mà quên là chọn một mé mất đi học. Có cái 5 giờ mấy rồi đi học một trời. Rồi ok, tới biển rồi. Mé đi từ lúc 4 giờ mấy mà giờ mới tới được. Đi tốc độ 30 km/h giờ đi mà. Nhưng là biển ở dưới tôi ngày xưa đẹp lắm, bây giờ đang khai phá ra làm đủ cái hết. Vui tàu quân. Đang khai phá ra để làm mấy công trình đó anh em ơi, đó, một công trình. Khách sạn. Làm giao luôn kìa. Không biết công trình gì luôn. Còn dưới kia là biển kìa. Đấy, đó là biển đó nha, chứ không phải là biển nước lên láng này đâu nha. Không phải là một con đèo rất là đẹp luôn. Anh em nào mà từng đi Quy Nhơn rồi chắc sẽ biết cái biển Trung Lương ấy. Thì là đây là cái đường lên mà cái biển Trung Lương này. Đấy, bây giờ đi lên. Đào Châu. Đâu rồi, ra biển hả? Nói chung là hôm nay thời tiết đẹp đẹp nhất trong cái ngày bữa giờ gì luôn á. Đâu. Ok, bây giờ là thường thường đi biển á là anh em phải đi lên Trung Lương nè, hoặc là ra 71, 72. Nhưng mà đây là bãi giữa nha. Ê, cái này mà tắm chắc trôi luôn hả Thảo? Nào? Dạ. Sống kìa. Chắc trôi đi luôn á. Cái này thường sáng anh em xuống đây tập thể dục này. Thì ngày xưa sáng sáng anh em tôi hay xuống ở dưới đây á để mà chụp hình rồi các thứ, nhưng mà bây giờ đường này khó vô quá, với lại là tính đi sáng sớm á để quay cho anh em hoàng hôn á lộc bình minh để coi, nhưng mà bây giờ nó mới sáng bè nó rồi cho đi xe chắc hôm nay mây nhiều quá nó chia luôn rồi, thì không có bình minh nên là cũng không biết quay anh em xem hết biển sáng sớm không. Bây giờ sẽ đi review bánh xèo tôm nhảy đi. Bây giờ sẽ di dưỡng sang bánh xèo tôm nhảy nha. Ăn cho đỡ lát nữa. Nó món nó đặc sản mà dân du lịch ăn gơ lắm. Sợ hết. Ok, đi thôi. Bây giờ là sẽ nhắc cho em tôm nhảy đặc sản của tôi. Chưa có tôm nhảy, chưa có tôm nhảy sao vậy? Đây là bánh xèo tôm nhảy nha. Mà tôm này nó chưa nhảy. Quy trình rút ra một đá bánh xèo là vậy. Thì lấy dầu kéo lên cái chảo trước đó. Xong rồi mình sẽ bỏ bột vô. Xong rồi bỏ tôm vô. Mình sẽ có một đá bánh xèo nha. Thôi, giờ là bàn ngồi đi.
Cuối là còn cuối rồi còn. À. Thanh niên. Thôi giờ anh uống xe cho cháu. Rồi. Em xe tôm nhảy chưa? Chút nữa để bằng dưỡng xeo ra là tôm nhảy 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 ra đây luôn vậy á. Sao? Thiệt á. Ê, nhảy bún vô mặt sao ta? Đeo hậu trang à? Đúng rồi, lấy hậu trang này. Chắc cái lỗ anh hồi chưa dính đó con. Ăn bánh xèo tôm nhảy thì nó sẽ có những cái gì đó reo như thế này. Nắp dây. Đấy, reo sống này, mình thấy đẻ không? Đây là reo không thuốc. Không hóa chất. Không thuốc từ sâu, không hóa chất, không độc hại nha. Đây là sò với dưa leo. Với lại là chén nước mắm. Thì là bánh xèo này là đặc sản, nên là làm rất là tinh tế luôn. Từ cái rau đó, tới cái bình trà đá nữa. Hai đẻ không chồng? Đấy, cho tới view nữa nè. Thôi bảo quay dựng view đi. View xeo châu không? Như bồng lai tiên cảnh vậy. Đấy, giờ đợi của ấy, bánh xèo đây nha. Đấy, bánh xèo đây rồi nè. Nói chung là một bánh xèo với bánh xèo thì nó khác bánh xèo bình thường ở chỗ là bột nó ít hơn tôm nha. Tôm quá trời tôm luôn. Một lá như thế này là tới 2, 4, 6, 8, 8, 9, 10 tôm lận. Cho mình lại chân ra áo nha, Châu. Rồi, bây giờ sẽ ăn nha. Ăn Châu. Lấy cái cắt ra. Hay đến làm cho này. Ừ. Tức là phải cắt cái lá bánh xèo ra nha. Nhưng mà cắt làm tư hay là làm tư đi, cắt làm tư là hợp lý nhất. Bởi vì lá này không thể nào ăn một mình một nguyên lá được. Châu đang kèm uống nước miếng chứ gì. Sao? Mày phải ăn nguyên lá cho anh thôi. Ăn nguyên lá sao ăn hết được, cho ăn nguyên lá được hết, chịu anh chịu luôn á. Cũng vô kìa. Không cuốn tráng được đâu. Đấy. Rồi, giờ tôi sẽ cuốn cho Châu trước nha. Cái hồng hành đó nha. Có hành này ngon. Cái miếng hồng hành kìa. Đâu kìa. Ê, ra lấy xả. Rồi, bỏ miếng xoài, ăn xoài không? Ăn. Bỏ miếng xoài. Rồi, em đi nè. Chấm nước mắm. Sao em đi quay luôn hả? Dạ. Em nghe con ăn rào 4 cái á. Dạ. Em nghe đang buồn không? Ăn nha. Sao? Ngon không? Chưa cảm nhận hết mình cũng ngon rồi. Thiệt không? Trào của đặc sản ngon. Ngon rồi. Để quay gần cái bánh xèo cho anh em thêm một cái nữa. Ăn hết. Bánh xèo nó vừa giòn giòn mà có thêm miếng tráng nữa. Cuốn ăn là lạ, vui lắm. Ăn là ngon sao ăn mà vui trời. Chung là bánh xèo này ăn nguội là không ngon á. Nói chung là sáng hôm nay làm clip chủ yếu là giới thiệu biển sáng sớm nhưng mà bị fail cậu biển, bởi vì là đi trải quá anh em ơi. Còn bánh xèo tôm nhảy đây thì là bánh xèo tôm nhảy để kêu ra bàn rất là thịnh soạn luôn. Chủ yếu là giới thiệu cho anh em luôn thì bánh xèo đây là bánh xèo tôm nhảy ở đây đường gì ta, ở trong đường Phước Sơn ấy. Nếu anh em tới đây thì hãy ghé bánh xèo tôm nhảy cầu Mỹ Cang nha, cầu Mỹ Cang, cá biển cầu Mỹ Cang, đừng đi lộn nha, phải vô đây thấy có đé rồi các thứ rồi. Cả hai cô đã muốn gọi đúng là bánh xèo tôm nhảy chính hiệu á. Bây giờ tôi sẽ ăn nha anh em. Ăn cuốn nhanh nè. Thôi để tự cuốn. Mắc gì kỳ quá vậy? Lá này lá cô mới đưa ra mà. Mỗi lần ăn đưa lá rồi nha. Mình thấy bánh xèo chọc đi xì. Cuốn dưới đều sống. Dưa leo. Bữa ăn sọt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ tôi sẽ dừng clip ở đây về bắt đầu thưởng thức thôi. Và cái này cũng thật sự lúc mà ăn á thì cũng không có thế nào hóc gì, không biết quay cho anh em coi hết, nói mà ứ nước biến luôn á. Thôi dùng cách dùng một điều clip đây luôn. Rất cảm ơn anh em đã xem video clip này. Nếu thấy video clip giới thiệu này có ích cho anh em khi mà về Bình Định á, thì hãy ấn nút like, đăng ký kênh ủng hộ và đừng quên chia sẻ tôi một cái.